tất cả mọi người, YouTube nhưng là tức tần tật tất cả mẹo hay trên TikTok. Tất cả mẹo này sẽ giúp bạn có một trải nghiệm giải trí cực kỳ là tiện và nhanh chóng đó. Cùng xem hết video này vào 24 giờ nhé. Video quá chậm xem mất thời gian thì ta có tua nhanh hay ít. Mọi người vào TikTok, mọi người nhấn giữ vào màn hình. Mọi người có thể ở đây, mọi người thấy tốc độ ở đây, có thể mọi người chọn 1.5 hoặc là 2x nha. Tôi chọn thử nè. Hoặc là mọi người có thể đè vào lưu là nó sẽ auto nhân 2 luôn. Có thể đè vào nút này nữa. Nhìn các icon và cách bố trí trên TikTok khiến nội dung bị hạn chế và bị che đi thì ta có màn hình giãn lược. Đầu tiên mọi người nhấn giữ vào phần video, mọi người chọn cho tôi là cái màn hình giãn lược nhé. Không còn bình luận cổ điển, bây giờ ta đã có 7749 cảm xúc trên TikTok. Mọi người nhấn giữ vào phần bình luận, mọi người thả cảm xúc mà mọi người muốn thả trên này thôi nha. Và đây mọi người đã thấy bình luận của mình ở trong này rồi, cực kỳ là nhanh luôn, chỉ mất có tầm đâu đó 1-2 giây à. Thường thì chúng ta hay chia sẻ như thế này, nhưng bây giờ chúng ta có cách nhanh gọn hơn đó. Chúng ta hay chia sẻ là chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta bấm chia sẻ ở trong này đúng không? Hoặc là sao chép xong mọi người dán đi. Còn ngay bây giờ đã có cái cách mà nhanh hơn nè. Mọi người nhấn giữ vào phần chia sẻ. Đấy, mọi người chia sẻ nhanh với đây. Ok, xong rồi đấy. Nếu Facebook, Messenger, Instagram, Zalo lập được nhóm thì TikTok cũng lập được, bạn biết chưa? Mọi người vào phần hộp thư trên TikTok, mọi người nhấn vào dấu cộng này. Rồi ở đây mọi người sẽ thêm những người mọi người muốn thêm vào lập nhóm nhé. Đây, tôi test thử nè. Đây. Bắt đầu cuộc trò chuyện. Đây là đã xong nhóm 4 người trên TikTok rồi đó. Đang lướt video TikTok mà lỡ tay bấm loát lại, chưa kịp lưu, tìm và nhớ ID thì ta có xem lại lịch sử trên TikTok đó, khỏi phải lo nhé. Cách 1 là theo cách thủ công. Mọi người nhấn vào hồ sơ, mọi người chọn vào dấu ba gạch này. Ở đây mọi người chọn cài đặt và quyền riêng tư. Mọi người lướt xuống trung tâm hoạt động. Đây, ở đây sẽ hiện ra là lịch sử xem, lịch sử bình luận, lịch sử tìm kiếm hay là những cái đã xóa gần đây nha. Tôi thử vào lịch sử đã xem nè. Đấy. Còn cách 2 nó sẽ nhanh hơn. Mọi người vào thanh tìm kiếm, gõ cho tôi là dấu chấm, bấm tìm, xem lại lịch sử đã xem của bạn, bấm vào. Nhanh hơn đúng không? Đang bận tay hoặc tự nhiên lười mà vẫn muốn lướt video TikTok thì ta có tự động cuộn rồi đây. Nhấn giữ vào video, mấy bạn lướt xuống, bật cái chế độ cuộn tự động lên. Đấy, nó sẽ tự động cuộn, không cần mình lướt đi bất kỳ đâu hết nha. Xài wifi quen rồi mà ra đường không có wifi cũng chả có mạng thì ta làm gì cho đỡ chán đây? Xem video ngoại tiếng nhé. Đơn giản lắm, mọi người chỉ cần nhấn vào phần hồ sơ. Ở đây chọn cho tôi ba gạch này. Nhấn vào cài đặt và quyền riêng tư. Mọi người lướt xuống. Ở đây mọi người sẽ thấy chữ là video ngoại tiếng, nhấn vào. Tôi chọn thử 50 video thử nhé. Tải về nè. Sau khi tải xong rồi á, thì bây giờ tôi tắt thử wifi nha. Cơ mà mọi người yên tâm, tất cả video này đều là video xu hướng nên mọi người không có sợ cái việc mà bị lỗi thời đâu nhá. Thế là đã xong tất cả mẹo khi sử dụng TikTok hiện đại hơn rồi đó. Và còn mẹo gì hay nữa nhớ comment bên dưới cho tôi biết với nha. Và đừng quên cho tôi xin một like, nhớ subscribe bên dưới để cùng hòa mình vào thế giới công nghệ của 24 giờ nhé. Và bây giờ thì bye bye.